dạ con xin hỏi câu thứ 9 thưa bác hiện nay có những đứa trẻ mới có 10 tuổi mà hiểu đức phật dạy gì cớ sao có nhiều thầy tu hàng mấy chục năm theo đạo phật thế mà không biết tại sao lại có chuyện lạ đời như thế thưa bác cháu phải biết thời này là cái thời văn minh thấy không ở trên mạng nó phổ biến rất nhiều chuyện từ thế gian rồi tu hành rồi đạo này đạo kia mấy đứa trẻ bây giờ đó đứa nào nó cũng sử dụng biết điện thoại thông minh đó rồi thứ hai hoặc là laptop á vì thế mà nó nghiên cứu nó coi trong cái này nè trong đạo phật nó có những cái pháp môn tu nó hiểu hết á 10, tuổi 10 tuổi là học lớp 4 là chứ đâu nó nó chuẩn bị tốt nghiệp tiểu học rồi đó thì nó biết còn những người mà tu mà mấy chục năm mà không hiểu là tại vì không phải tu không phải tu mà chỉ vô chùa để làm cái gì thôi vô chùa để mà làm này làm kia có chức có phận gì người ta thôi chứ không có tu cái tu là phải phải sửa mà, mà tu phải có giáo lý người nào có giáo lý tu đúng giáo lý thì mới gọi là một tu sĩ còn nếu con vô chùa con ở năm bảy chục năm mà con chỉ ở trong chùa hoặc là con cúng này cúng kia gõ mỏ tu kinh nó không phải vậy gõ mỏ tu kinh không phải là tu tu là sửa sửa gì sửa theo sửa cái cái tánh của mình á theo cái lời cái dạy của giáo lý á, thì mới là tu sĩ còn con mà ở trong chùa mấy chục năm mà con không phải là tu sĩ thì cũng học con không được xếp vào tu sĩ mà xếp vào ông thầy ở chùa rồi sao rồi thiếu ở lâu thì người ta cho quản lý á, thì cho mày lên uh, cho lên thượng tọa Còn nếu mà con tu ở trong chùa đó mà con chuyên đi làm từ thiện á, làm nhiều nhất á, thì con có đức lớn á, ta gọi là đại đức con phải hiểu cơ bản này Còn nếu mà Con ở trong chùa mà sau 40 năm tu Trên 60 tuổi Ta, ta phong con là hòa thượng Là cái người quản lý Quản lý trong cái chùa Hòa thượng là cái điều quản lý Thấy không gọi là quản lý cho mấy từ từ thượng tọa xuống đại đức rồi phật tử luôn á đó. đó nếu mà vô chùa mà nếu mà tu theo thứ lớp không phải là tu sĩ mà chỉ là người tu để quản lý thôi còn tu sĩ là phải học giáo lý giáo kinh giáo lễ giáo luật đều hết gọi là gọi là tu sĩ rồi con hỏi tiếp đi